Xin chào, tôi là Vui Vẻ. Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình thực sự là ai và cái tương lai của mình có gì lý thú? Bạn không biết liệu điều gì thực sự quan trọng đối với mình, bạn cuồng quay trong một vạn câu hỏi vì sao? Và có vẻ như bạn đang mắc phải vấn đề khủng hoảng danh tính. Vậy thì, American Beauty chính là bộ phim dành cho bạn. Ra mắt vào năm 1999, được đạo diễn bởi Sam Mendes, kể về hành trình trỗi dậy của một gã loser trung niên và thành công đến mức giật luôn 5 cái tượng Oscar cho nó cẩn thận. Đây vừa là một vở hài kịch vì ta có thể cười vào mặt nhân vật chính, vừa mang tính bi kịch khi mà ta có thể tự liên tưởng đến bản thân từ những vấn đề của các nhân vật trong phim. Không phải là kiểu những chi tiết mà là các thứ chung chung này. Nếu bạn chưa bao giờ gặp phải một trong những vấn đề của nhân vật trong phim này thì chắc bạn là một Oscar winner 20 phần 30 phút lương tháng 300 triệu. Dù đã xem cả chục lần và thuộc hết nửa thoại phim, nhưng mà khi xem lại để làm video này và đã có kinh nghiệm phong phú hơn trong việc thất bại thì American Beauty vẫn mang lại cho tôi những cảm giác trải nghiệm mới mẻ. Vậy thì hãy dành một chút thời gian để nói về bộ phim dành cho loser này. Sơ lược về nội dung thì phim xoay quanh gia đình Burnham với nhân vật chính là Lester, bị con gái ghét bỏ, bị vợ coi thường và là người thừa cơ quan. Bà vợ Caroline thì là một nhân viên bất động sản, trông vẻ ngoài hào nhoáng có thể xem là trụ cột của gia đình, hoặc là ít nhất bà tự nghĩ thế. Con gái Jane là Imogen điển hình, cơ bản là thích kiểu lowkey. Bước ngoặt là khi Lester bị vợ kéo đi xem con gái nhảy cổ động. Và ở nơi ấy, Lester đã thấy trên ngọn núi cao. À thì Lester thấy Angela, bạn học của Jane, và bị nứng. Angela là một cái chất xúc tác cho sự tự do của Lester, giúp anh này thoát khỏi cái tình trạng tê liệt cảm xúc sau nhiều năm trời. Vợ và con gái của Lester thì cũng có những vấn đề riêng về mặt tình cảm. Caroline thì đang hú hí trịch choạc với anh đồng nghiệp bất động sản tên là Buddy King, người có cặp lông mày quyến rũ nhất cái phim này. Jane thì phải lòng thằng cu hàng xóm Ricky, kỳ vãi cả lìn, con trai của một lính thủy đánh bộ khuôn mẫu. Thanh niên này bị bố bắt thử nước tiểu 6 tháng một lần. Và phim kết thúc vào một đêm mưa bão với một loạt những sự hiểu lầm dị hợm. Kết cục là cái chết của Lester. Và tất nhiên là sau khi đã hết loser. Cái này thì tôi cũng không muốn spoil đâu, nhưng mà thanh niên này tự spoil ở đầu phim luôn rồi. In less than a year, I'll be dead. Để mà phân tích thì phim là một cái nhìn đa chiều về văn hóa Mỹ. Chuyện xoay quanh một gia đình Mỹ điển hình tại một khu ngoại ô Mỹ bất kỳ. Cách dàn dựng hay là các chi tiết ẩn dụ trong phim đều được làm rất tốt. Nhưng mà thứ quan trọng nhất phải nói đến là sự phát triển của các nhân vật. Mỗi nhân vật thì lại đại diện cho một khía cạnh về định nghĩa cái đẹp của Mỹ, nên là tôi sẽ chỉ tập trung vào vấn đề này. Đầu tiên thì là người dẫn chuyện Lester Burnham, một loser chân chính không thể phủ nhận. Khi còn trẻ hơn bây giờ thì tôi khá là thích hình tượng của Lester, giống như cách mà tôi từng thích nhạc của Dan, cách mà anh vứt bỏ mọi thứ để sống theo ý mình. Như lời nhạc của Dan có phần đáng ngưỡng mộ, là động lực giúp nhiều loser trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Thực ra là tôi vẫn có phần sống hơi như thế, nhưng mà lần này thì có cái nhìn hơi khác một chút. Tất cả những gì Lester làm là trốn tránh trách nhiệm và sự trưởng thành. Đồng thời thì anh cũng là một thằng sim biến thái, đi làm cho có con gái như không, và quay tay mỗi khi có thể, trong khi tắm mỗi sáng trên cạnh giường với vợ tại công ty. At least once a day, retiring to the men's room so I can jerk off. Và có trời mới biết là còn chỗ nào nữa không. Đến khi gặp Angela thì Lester như con thú sổng chuồng. Cùng với chút cảm hứng từ Ricky, anh bỏ việc tống tiền sếp để mua mai thúy, mua ô tô, vẫn là mua ô tô. Và rồi tập gym để trông trẻ lại với được đủ cái tin. Cảnh báo là vụ này bất hợp pháp. Về mặt văn hóa thì Lester đại diện cho lớp đàn ông trung lưu, khao khát được trẻ trung, khôn ngầu và chỉnh cái trẻ. Mà thật ra là không chỉ có Mỹ mà như thế. Dây thần kinh của đàn ông thì thường được nối thẳng từ mắt xuống cái đầu dưới. Nói chung là có thể kiềm chế hành động, nhưng mà kiểu gì trong đầu cũng có mấy cái suy nghĩ bậy bạ. Trở lại với phim thì Lester là một đứa trẻ mắc kẹt trong thân xác người lớn. Và chớ trêu là chính Angela lại là người giúp anh trưởng thành. Angela là nguồn cảm hứng cho mọi nỗ lực cải thiện bản thân của Lester. Anh làm mọi thứ để đạt được sự lý tưởng trong mắt Angela. Nhưng mà đến khi có được người đẹp nhất mà theo anh từng miêu tả thì Angela lại không phải là teen girl quyến rũ mà Lester mong đợi, thay vào đó là một cô gái nhỏ đang run rẩy sợ hãi. Và cuối cùng thì Lester quyết định mặc đồ cho Angela và nói với cô là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đây là lần đầu tiên mà Lester hành xử như một người lớn, đặt lợi ích của một đứa trẻ lên trên nhu cầu cá nhân của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Lester lập tức quan tâm hỏi han về con gái, rồi Angela hỏi lại là Lester có ổn không. Đây là một chi tiết đắt giá, tại vì trong phép lịch sự giao tiếp thông thường thì người ta hay hỏi xã giao là how are you khi gặp mặt, nhưng mà Angela lại hỏi câu này trong một khoảnh khắc thân mật, chứng tỏ cô thực sự quan tâm. Lester bần thần nói rằng đã lâu không ai hỏi mình câu này, và thay vì phải trả lời I'm fine thank you and you thì Lester nói là I'm great. Có thể là vì cuối cùng Lester cũng đã trở thành một người đàn ông với cái giá là suýt lạm dụng một cô gái trẻ. Cùng với đó là một cuộc hôn nhân thất bại và bị con gái ghét bỏ. Khi Angela đi vào phòng tắm, Lester ngắm nhìn bức ảnh gia đình. Những thứ quan trọng vẫn luôn ở đó dù anh chẳng hề quan tâm. Thực ra là cái ảnh ở đầu phim rồi.
Trong khi chuyện của Lester là khám phá bản thân và trưởng thành, thì người vợ Caroline Burnham lại là hành trình tự hủy vì tính tự luyến, đại diện cho đời sống vật chất của văn hóa Mỹ. Mọi hành động của cái bà này, từ cách chăm chút những bông hồng đến việc than phiền về ngoại hình của con gái, đều thể hiện là bà này chỉ quan tâm đến hình thức. Như một định luật được chứng minh thì sự tự luyến khiến Caroline về cơ bản là không có bất cứ sự liên kết thực sự nào với những con người xung quanh. Ví dụ như cái đoạn mà cãi nhau gia đình trong bữa tối thì Caroline lên phòng con gái như một người mẹ, nhưng khi bị gọi là đồ quái dị thì không còn biết phải làm gì nữa và bắt đầu lên thuyên về mấy cái thứ chỉ có thể tin tưởng vào bản thân. Rồi khi mà Jane không tán thành thì mày ăn tát của tao luôn. Rõ ràng là Caroline ở đây chỉ là vì hình ảnh người mẹ của mình. Trên thực tế thì phương châm của bà này là câu này thì học được từ anh tình nhân Buddy King, nhưng mà mối quan hệ giữa họ thì cũng giả tạo như mọi thứ mà Caroline thể hiện trong phim. Có một chi tiết mà tôi không để ý trong những lần đầu xem phim là khi Caroline và Buddy bị Lester phát hiện. Lúc Caroline lẩm bẩm cái câu châm ngôn kia thì mặt Buddy kiểu: "Bro, mày tin mấy cái thứ này thật đấy à?" Có thể thấy là Caroline cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, chỉ gồng mình thể hiện là ta đây mạnh mẽ. Không có gì ngạc nhiên khi cô cưới một đứa trẻ khác là Lester, và họ đẻ ra một đứa trẻ con to xác khác là Jane Burnham. Sống bị động và không có điểm gì nổi trội. Thực ra tôi thấy cũng xinh mà, trông cũng kiểu, nhưng mà vẫn tiết kiệm tiền để nâng ngực, chả hiểu kiểu gì. Việc phải lớn lên với cặp phụ huynh cái kiểu Lester thì không biết làm bố, Caroline thì chỉ quan tâm đến hình ảnh khi là mẹ, không khó hiểu khi Jane có phần khá là toxic. Để mà nói thì Jane đại diện cho cái sự, tôi không biết định nghĩa như nào, cái kiểu sống gián tiếp thông qua người khác ấy. Ở trường hợp của Jane thì là qua Angela. Jane ủng hộ sự nghiệp người mẫu của Angela, quan tâm tới chuyện chăn chuối của Angela bla bla bla. Nhưng mà cũng như ông Bo thì Jane thay đổi khi gặp Ricky. Cô tách khỏi Angela, không thèm nghe chuyện chăn chuối nữa, gọi Lester là kẻ biến thái và bắt đầu cãi lại Caroline. Chuyện của Jane cơ bản là xoay quanh sự lựa chọn giữa việc chấp nhận văn hóa tự luyến và sống như một khán giả, hoặc là chọn việc theo và nói theo cách của bạn. Chúng ta còn có cô bạn học Angela Hayes của Jane thì giặt Mỹ luôn. Đúng chuẩn hình tượng cái đẹp trong mắt của người Mỹ thời điểm đó. Tóc vàng, thân hình cân đối, chứ chưa phải là những người có hàm lượng melanin hơi tối xong rồi my body my choice như hiện nay. Một người đẹp mà mọi chàng trai ham muốn, mọi cô gái muốn được tương tự, nhưng mà thực tế thì lại là một kẻ nói dối bệnh hoạn, thích kể lể chuyện chăn chuối không có thật để tăng sắp và lên trend, đại diện cho khát vọng được sexy và nổi tiếng của nước Mỹ, sẵn sàng làm mọi thứ để bù phim và phải đánh đổi phẩm giá của mình. Giống như Caroline thì Angela cũng tự luyến nhưng mà ở mức độ thấp hơn, và cũng giống như Caroline thì Angela cũng trẻ con và yếu đuối. Điểm khác biệt là Angela trẻ thật và vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Khi bị Ricky hạ gục chỉ bằng 3 câu punchline thì Angela sụp đổ và cân nhắc trịch Lester thật, dù trước đó chỉ nói đùa để trêu Jane, căn bản là để chứng minh là bà mày đẹp và ai cũng muốn trịch bà mày. Cái cảnh giữa Angela và Lester thực sự là rất đẹp. Không chỉ có Lester chấp nhận trách nhiệm trưởng thành mà Angela cũng thú nhận mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, run rẩy và sợ hãi và cần sự giúp đỡ của người lớn. Lester nhận ra và nói là không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đôi khi một đứa trẻ chỉ cần một lời an ủi như vậy. Và đây là tương tác thực sự đầu tiên và duy nhất giữa trẻ em và người lớn trong phim, và nó diễn ra trong một phân cảnh hãm hiếp lạm dụng theo định nghĩa của pháp luật. Chuyển sang nhà hàng xóm của gia đình Burnham thì ta có đại tá Frank Fitz, thủy quân lục túi Hoa Kỳ. Nhưng mà ông tự giới thiệu phải đầy đủ như thế, không được thiếu đâu nhá. Đại diện cho khát vọng của người Mỹ về an ninh trật tự. Đây là một nhân vật cực đoan hoang tưởng và tất nhiên là cũng có vấn đề gia đình như các nhân vật khác. Đại tá Fitz yêu con trai nhưng mà không biết cách thể hiện và còn bị ám ảnh bởi tính kỷ luật nên là thành ra bạo hành. Có thể thấy nhiều lúc anh muốn trò chuyện với con trai như hai thằng đàn ông nhưng mà luôn tự ngăn mình rồi lại tự đau khổ vì thiếu kết nối. Điều duy nhất mà ông này biết là trật tự, kỷ luật và tất nhiên là bạo lực, khiến ông này có một cái thế giới lạnh lùng tàn nhẫn, không thể thoải mái khi có con trai ở gần. Đến mức mà chắc là xem review Marvel của phê phim cũng không dám cười. Ở đoạn cuối thì tưởng nhầm con trai là trai bao và đuổi đi, rồi mới lộ ra là gai ngầm. Trong lúc bối rối tìm đến Lester để nói anh bạn à nhưng bị từ chối thì không thể chấp nhận có người biết bí mật của mình. Đại tá Fitz đã giải quyết vấn đề như một người Mỹ chân chính, dùng một khẩu súng. Một lần nữa thì cái sự ám ảnh cực đoan của văn hóa Mỹ về an ninh hoặc là về dầu mỏ lại dẫn đến cách giải quyết bạo lực không cần thiết. Và cuối cùng thì chúng ta có cậu con trai Ricky Fitz, nhân vật thú vị nhất của cái American Beauty. Thanh niên này lúc nào cũng lăm lăm cái máy quay, có những hành động khá là creepy và có vẻ ám ảnh về cái chết.
như ở lúc quay xác con chim ấy, hay là đoạn cuối nhìn xác Lester rồi cười. Có cả đoạn kể cho Jane là từng quen một người vô gia cư từ từ chết cóng. Xong rồi tại sao quay mà không cứu thì đừng hỏi tôi. Ricky tự nhận là mình không biết sợ. Và sau chuỗi những thông tin này trong phim thì ta có thể thấy cậu lớn lên với một tuổi thơ kinh khủng khiếp. Mẹ thì gần như không tồn tại, bố thì bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi còn bị tống vào trại tâm thần mất 2 năm, nên là chắc là chai lì cảm xúc. Cậu dám nói ra sự thật một cách không sợ hãi, tích cực chống lại tính tự luyến ở mọi người xung quanh, vì Ricky nhìn ra được vẻ đẹp ở khắp mọi nơi. Vẻ đẹp không phải là một thứ gì tồn tại hay là không tồn tại trong thế giới vật chất, mà nó là nhận thức của con người. Mà chính nhận thức của con người mới tạo nên cái đẹp, bao gồm cả cái chết. Và vì thế mà Ricky quay phim mọi lúc để có thể ghi nhớ về vẻ đẹp của mọi thứ. Ricky đại diện cho sự từ chối văn hóa của Mỹ, không ngại dấn thân vào những trải nghiệm tiêu cực không thoải mái và chọn việc đứng ngoài dòng chảy của xã hội bằng cách buôn ma túy số lượng lớn, cảnh báo là bất hợp pháp, rủ cô bạn gái 16 tuổi đi trốn, cảnh báo vẫn bất hợp pháp. Đây cũng là mâu thuẫn của Ricky. Ẩn sâu bên trong thì cậu vẫn là một đứa trẻ non nớt, chỉ quan tâm đến việc thực hiện những nhu cầu của bản thân. Vậy thì thông điệp của American Beauty là gì? Theo ngu kiến của tôi thì thứ nhất là không có ai hoàn hảo, ai cũng có mặt tối và có sai lầm. Đó chính là thứ giúp mỗi người là độc nhất vô nhị. Thứ hai là không thể phát triển nếu không có lúc lạc lối và có thể gây tổn thương cho một số người, thậm chí là bản thân. Thứ ba là để có thể phát triển tâm lý một cách độc lập thì phải đấu tranh chống lại xã hội ở một mức độ nào đó. Cảnh báo là không nên thử ở nhà. Khi bị tổn thương và phải đối mặt với những khoảnh khắc tiêu cực, thay vì khép mình trốn chạy thì hãy chọn cách cởi mở, giống như là những bộ ngực trong phim. Thực ra là có rất ít tương tác thực sự giữa các nhân vật trong phim và hầu như chỉ xảy ra khi họ cởi áo. Angela thừa nhận mình vẫn là trinh nữ khi chuẩn bị hay là khi Jane vạch áo cho người xem ti với Ricky bên cửa sổ, thì chính là lúc Jane thổ lộ những tổn thương của mình. Cởi mở là cách để chúng ta phát triển bản thân, ngay cả khi không phải là theo một cách hoàn hảo nhất. Và để kết thúc video này thì tôi sẽ trích dẫn lời cuối của Lester. I guess I could be pretty pissed off about what happened to me, but it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. Tôi chấm phim 10 quyển lịch trên khá bảnh. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, mua áo của Trùng Cuối và đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer cùng người chơi điện tử Vui Vẻ, Nhi Đồng Đá Banh, Nhi Đồng Thối Tai, Nhi Đồng Bất Não, Người Chơi Đồ, Mì Tôm Hai Trứng để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.